Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ đã ban hành quyết định số 167 lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là mốc thời gian giáo dục Nghệ An thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3. Cuộc cải cách giáo dục được đánh dấu bằng việc thay đổi của hệ thống đào tạo giáo dục phổ thông từ hệ 10 sang 12 năm. 40 năm qua, bằng tình yêu với trò, tâm huyết với nghề, các thế hệ nhà giáo đã vượt khó, góp phần đưa giáo dục Nghệ An phát triển toàn diện. Những viên gạch đầu tiên đặt nền móng xây dựng nền giáo dục mới, thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3, khởi đầu từ việc kêu gọi giáo viên trở lại trường, huy động học sinh đi học, là phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và bổ túc văn hóa cho nhân dân. Về phía của ngành, giai đoạn này là giai đoạn mà miền núi rất thiếu, cho nên việc điều động giáo viên từ miền xuôi tăng cường cho miền núi cái này rất nhiều. Có nhiều giáo viên ấy thì coi như cả đời là cống hiến cho giáo dục, công tác giáo dục tại miền núi. Đây cũng là giai đoạn giáo dục dân tộc miền núi được tỉnh quan tâm đầu tư. Trường học, lớp học quy mô nhỏ, lớp học ghép được mở đến tận các bản làng xa xôi nhất miền Tây xứ Nghệ, động viên giáo viên miền xuôi lên tăng cường cho miền núi. Với việc quyết liệt thực hiện phổ cập giáo dục, Nghệ An sớm hoàn thành phổ cập giáo dục các bậc học để chuyển sang giai đoạn phát triển về chất lượng. Với những cái phấn đấu đó, thì năm 98 được phổ cập giáo dục tiểu học và năm 2005 thì được phổ cập trung học cơ sở và năm 2015 thì phổ cập của trẻ 5 tuổi. Từ năm 2010 trở về sau này thì ngành giáo dục tập trung chủ yếu là nâng cao về chất lượng. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, dồn dịch sắp nhập các điểm trường về điểm trường có cơ sở vật chất tốt và triển khai nhiều mô hình giáo dục mới, vân vân, là những giải pháp mà giáo dục Nghệ An triển khai trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Đây cũng là thời kỳ giáo dục phát triển toàn diện, nhất là giáo dục mũi nhọn. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, tại các kỳ thi Olympic học sinh giỏi khu vực và quốc tế, học sinh Nghệ An đã đạt gần 50 huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và bằng khen. Trong đó có 7 huy chương vàng quốc tế, 5 huy chương vàng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cảm xúc vui mừng và cùng tự hào và mang về được vinh quang về cho tổ quốc. Thế hệ sau này thì em mong là mọi người sẽ cố gắng hơn, càng ngày càng đạt được nhiều thành tích hơn để làm đáng danh Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh khẳng định vị thế của học sinh Nghệ An tại các cuộc thi trí tuệ cấp quốc gia quốc tế, ngành giáo dục Nghệ An đã thẳng thắn nhìn nhận vào những khó khăn bất cập. Đó là chất lượng giáo dục miền núi, chất lượng giáo dục đại trà, nhất là môn ngoại ngữ còn thấp, từ đó có giải pháp quyết liệt, đột phá. Trước hết là thúc đẩy cái chất lượng giáo dục ngoại ngữ trong các cái nhà trường phổ thông. Đó là cái mô hình trường mầm non phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế để đảm bảo một cái môi trường giáo dục toàn diện, đảm bảo các cái yếu tố quốc tế. Và ngành cũng trình Ủy ban tỉnh và đã được phê duyệt, đó là thí điểm cái mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú bán trú kiểu mới và trường trung học phổ thông kiểu mới ở huyện Quy Sơn, Kỳ Sơn và Quế Phong. Một cái mô hình rất là trọng tâm trọng điểm và chúng tôi tập trung đó là mô hình đảm bảo chất lượng giáo phổ thông. Và chính thực hiện cái mô hình này một năm thí điểm thì tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta là được nâng lên là đứng thứ 20 trên 63 tỉnh thành. Với tất cả những thuận lợi và khó khăn, với những mô hình giáo dục mới đang và sẽ triển khai, với tập thể sư phạm đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo, trong mọi khó khăn, thử thách, ngành giáo dục Nghệ An sẽ vững vàng vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người.